Thưa quý vị, thưa các bạn, với tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt và linh hoạt để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là xử lý các vấn đề ở cửa khẩu để thúc đẩy lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc. Khác với các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, tại cửa khẩu tỉnh Lào Cai, hàng hóa nông sản không bị ùn ứ. Tuy nhiên, hàng hóa nhập khẩu như nguyên nhiên liệu, rau củ quả ách tắc bên hà khẩu Trung Quốc là rất lớn, có thời điểm lên đến trên 2.000 xe. Tại cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, trung bình mỗi ngày có 400 lượt phương tiện làm thủ tục thông quan hàng hóa, chủ yếu là hàng xuất khẩu như chuối, sắn, gỗ các loại. Ở chiều ngược lại, lượng xe nhập khẩu tăng gấp đôi, gồm các mặt hàng nông sản như rau, cà rốt, cà chua, khoai tây. Để tránh tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu, Lào Cai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm giải quyết lưu thông hàng hóa của các địa phương. Lực lượng liên ngành tại cửa khẩu cũng tổ chức phân luồng, giải quyết thủ tục nhanh chóng, không để hiện tượng ùn tắc xảy ra. Đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh chóng thuận lợi. Có thể là chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc là mở tờ khai trước ngoài giờ, hỗ trợ ngoài giờ hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp khi mà mở cửa khẩu cái thì cũng có thể là hàng hóa của các doanh nghiệp được thông quan ngay. Lào Cai đã thường xuyên thông tin đến các tỉnh, thành phố có vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, triển khai một số biện pháp về quản lý hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa của phía Trung Quốc, cùng với đó là hội đàm trực tuyến, thông tin, tuyên truyền kịp thời phương án quản lý người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, phục vụ sản xuất tại các khu công nghiệp. Chúng tôi cũng chủ động là hội đàm với phía bạn để tìm các giải pháp tháo gỡ. Thì trong cái thời gian vừa qua là chúng tôi đang xây dựng cái cửa khẩu Kim Thành thành cái cửa khẩu xanh để nâng cao cái công tác phòng chống dịch so với cái quy định hiện nay của chính phủ. Theo đó là toàn bộ người ra vào Kim Thành chúng tôi đều thực hiện là yêu cầu test Covid. Một mặt là để đảm bảo an toàn cho cửa khẩu, mặt khác là để tạo cái niềm tin cho phía bạn về công tác phòng chống dịch của chúng ta, để hạn chế cái tình trạng là dùng các biện pháp kỹ thuật để dừng hoạt động tại cửa khẩu. Nhằm nắm bắt tình hình và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19, sau Quảng Ninh và Lạng Sơn, Lào Cai là điểm đến tiếp theo của đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh dẫn đầu. Tại buổi làm việc, Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết 128, đồng thời có những rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là cho phép tỉnh Lào Cai nói riêng và các tỉnh có cửa khẩu biên giới nói chung triển khai mô hình cửa khẩu an toàn, cửa khẩu xanh, tạo ra vùng đệm an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu, và những kiến nghị về tăng cường công tác cung cấp thông tin về dịch bệnh, tình hình thị trường nông sản của phía Trung Quốc, tăng cường trao đổi với các bộ ngành địa phương phía Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động nhập khẩu các loại hàng hóa, tăng cường trao đổi, đàm phán với phía Trung Quốc, sớm ký kết nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với các loại nông sản của Việt Nam, vân vân. Mà Lào Cai rất là chủ động trong cái việc là đưa ra các cái phương án, các cái biện pháp để có những cái điều chỉnh kịp thời, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền cho các cái tỉnh phía trong, và cập nhật và có xây dựng những cái phương án, những cái kịch bản cụ thể trong cái vấn đề điều hành điều tiết tại khu vực cửa khẩu để thuận tiện, và nữa là cái công tác là bố trí vừa là đảm bảo lưu thông hàng hóa nhưng vẫn phải đảm bảo về an toàn về công tác phòng chống dịch. Thành lập hai cái tổ công tác liên ngành và tổ chức rất là nhiều các cái lần hội đàm, kiểm soát rất là chặt chẽ, phải có thẻ xanh thì mới được vào trong cái khu đấy. Hiện nay thì đi lại cũng thuận lợi hơn bởi vì cái tỷ lệ tiêm phòng của Lào Cai thì rất là cao. Mặc dù chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh nhưng năm 2021, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Lào Cai ước đạt trên 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm trước. Xây dựng mô hình cửa khẩu an toàn, cửa khẩu xanh nhằm tạo ra vùng đệm an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu là mục tiêu mà Lào Cai đang hướng đến nhằm thích ứng chính sách xuất nhập khẩu của phía bạn trong tình hình mới. Với dự báo sẽ tiếp tục còn gặp khó khăn nhưng nhờ sự thích ứng, linh hoạt, Lào Cai vẫn đặt ra mục tiêu năm 2022, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với năm 2021.